Mày đứng lại, mày đứng lại, tao nói chuyện xuống xe, tao nói chuyện cái đó. Mày giỡn sao mà kêu mày tao mày? Không có, anh đã, không có. Từ từ. Em giỡn này cũng phim điên sao ai dám nói chuyện với anh đó. Mày sao không làm đi. Lại vậy cho anh từ xuống vậy. Lại. Gì mày? Đây. Không có. Em rủ anh mà cho anh sao được. Tôi phải cho mấy anh kia chứ anh em mình mà. Vụ gì? Sao vậy? Mày em chút chuyện mà. Có em mà điên sao vậy? Ấy là em thử cái đó là em mất thử anh câu không em giận á ai dám chửi anh được tôi quýnh thiệt vậy thử không có thử sao quay clip thử dưới mày ấy này kiếm cái làm đi em thấy nó mẹ nó kêu là thử chân ngô với đỏ mày tao đụng thử đi làm sao mà kêu đỏ mấy thằng kia phi na núi mày đang chịu à ấy là em cũng sợ anh em mới giận mới chặn đều anh này em muốn nghĩ ấy chuyện đó anh kêu là giờ em nói anh á thì mất dạy quá đúng không em mà mày tao... mất dạy rõ ràng cho mày nhỏ hơn tao gái tuổi mà thì ấy là vậy anh quấn em thì sao được thì em mới nói anh là giờ mình tao không quấn mày mấy đứa nó quấn mày á ấy là giờ nè cái chuyện đó thì anh chịu tao giao thiết kiếm chuyện khác mẹ nó thì giờ anh hiểu không mình phải làm cho khán giả nó vui ấy là giờ nha em lỡ em vô em kêu anh làm mày tao với anh này không có mày tao hả nè anh em mình vô tao game á để mình anh muốn dỗ với em chửi anh à thử phản ứng của mấy kia sao nó thấy anh em cấp như vậy anh vô vậy anh, đâu em anh vô anh coi thử dạng như anh mấy kia nó nghĩ em đủ mấy sang lại gan dữ em nhưng mà anh cũng hiền nha anh đừng muốn em anh đợi đợi tách mấy quen nó hiểu chứ anh mới công anh cũng hiểu được ấy em nữa rồi em nói anh hiểu à giờ đó anh cứ đè quán nước anh uống nước đi nè nha chút mà khi nào em nhấn anh một tin là vô ý xì như kịch bản em nha rồi vô là cứ em nói gì nói vậy anh không có nói là rồi em vô em sắp đặt khách rồi anh vô xem nha ok em đi vô trước á yeah. Các bạn đón xem mình thông minh cỡ nào nha các bạn nắng đã có mũ, mưa đã có ô, lạnh cảm cúm đã có. Cút. Đoạn này cái nhạc vô nha. Đéo. Đâu vậy? Mấy anh cũng về ăn mình nữa nè mày. Tao lấy mày luôn nó phốt. Mấy cái là nhỏ ăn trong khi nữa. Mập lên. Ngày à, tao thấy đi ở đây. Nãy giờ đây này ngầu nghĩ vậy, em nghĩ như đâu nghĩ ngầu, tưởng coi đúng không? Ngầu để mát trong nó hành nắng quá. Mát cũng khỉ á, anh em đang nghĩ ngủ nhưng mà mày đi ở đây. Nãy giờ nghĩ tưởng gì đúng không? Không có nghĩ được cái gì ở đây. Mùi quý một đèo chạng đây mà nghĩ. Nó đeo thiệt tài nếu mà nghĩ tưởng ở đâu, tụi mình đâu phải nghĩ tưởng mà nói nghĩ dở mày. Rồi bây giờ mình coi phải cái nào cho nó áp chứ. Mình coi bình thường quá thì anh em nó cũng đơn giản đúng không? Tròn lên hả? Lên chị nghĩ có tưởng không? À. Tướng mà đồ cứ rồi coi. Cái tưởng nha. Tôi mà kiếm chút tiền được. Bây giờ cái tưởng em không có tiền. Bây giờ cái tưởng gì? Tao anh em mình trong kêu lão mày vào thử cái sao. Tao muốn cho chết thì mày điên sao mày? Mày đang bình lẫn đúng không? Đang bình lẫn mấy anh em nói tôi muốn chết tao điên nhỏ, ông muốn chết tao. Tao không sợ muốn. Muốn tao đúng một cái chơi mà sợ. Mình phải làm. Nhưng ý tưởng của anh em á mình hai đó rồi tính ông cùng đúng đầu thì sợ tao không sợ chứ sao không sợ mày nhưng mà một khi anh em để có cái ý mình sẽ làm cho anh em thấy cái được ý đó tao làm mà người ta không quýnh mình mày làm một mình mẹ mày đi mày làm mình đi mày coi tao nè tao chữ ổng như con chó luôn mày dám chửi ông chữ ổng như con chó nha yếu rồi ông không dám đụng tao mà đi đâu đó mày không dám á chứ không mày coi nè cái đây là cái đẳng cấp của tao nè mày tao nào dám đâu mà mày cứ đón xem mày mày vô đây coi tao mày riêng mày hả mày trừ anh hai mà anh hai không nói gì tao cho mày 100 ngàn à mày nhớ câu này nha nói gì chắc chắn luôn á đâu ổng quýnh tao á tao đập có điện thoại tao luôn được chưa phúc đâu á được rồi á coi tao nè dám khi mày cứ nói nè mày là thằng đùm nố mà sao? Mẹ mày chuẩn bị 1 tỷ vậy? Đờ nào mà nó không được mà đưa 5 tỷ nha. Bẹt ra. Không có tiền luôn cái tay cái. Em nói là đầu giờ cờ hai lên chứ nữa. Chưa mấy kia đi đây ngồi nói chuyện trong. Đâu? Anh em ơi! Ai gọi phúc? Tại sao nó chạy cái hai chân vậy? Rồi cái cây cái cây sao mà cái cây dính nó lên luôn. Nó hùng nó mạnh đấy chứ. Giờ anh đỡ dụng sao lâu vô giữa mày. Từ anh vô. Sớm giờ mà hỏi. Cái tướng nào cho anh không? Thôi, cái tướng gì đâu. Lần cái tướng rồi không? Cái này là bí tướng quá à. Phúc cái tướng Phúc. Đồ tao cái tướng này. Dạ.
Đại chiến, chung chiến. Mày đưa cho mày, mày lấy cái bộ đồ người nhận mày, tao mày vô tụi tao đại chiến chung chiến, tao chưa chạy chạy. À bộ đồ người nhận tao không được, mày mượn tao mất mày, cái nào bữa bọn tao đồ mày chưa vợ mày cứ vợ gì bộ đồ người nhận tao đó mày thái với vợ mày đấy. Bộ đồ người nhận tao gì, cấu đồ nó chứ bộ làm người nhận đâu, cái gì như anh, cấu đồ người nhận đây đủ. Mày nói cho tao em đây mà thở đâu? Chỉ với tao chứ. Anh đi đâu đang ngồi chơi làm gì đó? Tao ngồi thiết cái đồ lại Đúng không? Muốn ngủ nặng luôn mới đẳng cấp chứ. Đồ anh muốn là em gánh, nó lo gì vậy mà. Điện thoại là mình cứ bu bu dùm dùm gì vậy, cứ coi phim heo đồ đâu mà cứ dùm dùm. Ờ coi chung ấy chưa chút là 2 3 tiếng nữa làm ngon gì cái trời luôn. Đúng không? Đúng làm muốn 2 3 trận lại nè. Anh em cứ vô cùng dữ vậy. Để cho mấy này cái ngủ. Anh em vô ngủ. Anh em không làm vô ngủ chơi game ngủ. Mà cứ duyên cô cũng đói bụng chịu nấu luôn á. Muốn mẹ hai thằng nghĩa vậy đi làm sao tụi này không cho hai thằng ta chung nghĩa. Đi làm sao chúng ta vô mẹ đây. Ủa chứ tại nhà em với nhà anh hai sao vậy? Cái này sao mà vô vô nhà ông chung nghĩa vậy? Ủa chứ em cho chứ vô cùng đây. Anh hai em mấy ngày đây sao gọi? Anh nghe hả? Anh nghe hả? Cua sao vậy? À số bọn, số bọn đó. Quẹt lên, vô tách bạn. Mình ra bún cơm mình sợ vậy? Ờ, em ráng bay à? Đồ mày đi, mày tiền đó làm nhiều làm gì? Vậy mà hiện tại ở trong mấy hàng có bạn. Vô anh ai, vô ông cánh. Vô đâu? Nào, vô nha. Xem này anh cánh đi. Nhưng mà đi ra xuống nhà tao một giờ ông chịu anh cô mà xuống rồi nhìn xuống chờ dẫn anh vậy mày hết tiền lầu cái đồ của nó xuống đây chưa không chịu anh nghĩ tận xuống nhà em nè mày chịu đói bụng hết tiền lầu chờ xuống nhà anh cô mình không dẫn anh này nghĩ điên không ai trong mày ôm mày ai vô chung bước được vậy đó. Xúc bọn đi, em đợi chứ đi thì mít chi vậy? Đang xe cái mày này đụng đến đi lỗng đường làm chứ vô mày. Mày đi với đường rũ quýnh. Nha. Tập trung nha. Vô đi, vô đi. Bộ ông đụng luôn nè. Tao ra là. Mày. Tao. Mẹ này. Chết đủ. Mày uống được không ta? Ý, tao nói uống được không? Mày luôn á. Tao quấn được không? Mày lỡ tôi quấn trọng kim mày. Quấn sao ấy? Lên lên. Ê, tao quấn được không? Dạ. Quấn trọng kim mà bảo với anh em quấn vui gì? Đâu vậy? Mày nghĩ mày ai quấn kim cái gì vậy? Yeah, bất chợ. Đâu đâu, sao? Mấy này anh cứ tức. Chạy mà ai chịu được? Chạy mà kêu vô đủ canh. Được, thâu lỡ đâu, quấn kim không là thâu bó kim mày. Anh em ngồi cho vui gì, phải quấn kim nữa nè. Lập lắm, lấy mẹ. Ở tao, tao ơi. Quấn kim ơi. Thế thua cái trận tao điên, tao bạn nó sức ở trường không sao đâu. Đi sao vậy, anh em tự có trận kim anh nói chuyện khủng khủng đi. Bình thường mà có đâu, biết cái chữ này hoài mà. Chưa, giờ chỉ em trận kim anh chứ. Nhưng mà ổng lớn không chứ rồi. À nè, đứng mày vô nè. Không không, chung lại thiếu rồi. Anh vô trước em chứ. Chứ cái chung lại nha. Chờ game mà cùng cùng nó cứ quạo quạo điên sao vậy. Không, cái đây sao? Mày vô hay tao vô nè. Ai vô trước mày này? Vô ơi, mày vô. Mày vô ơi. Đâu đâu. Mày đừng nói cho vô. Vô mình. Nó nói mày muốn đựng. Mày kêu vô chi? Vô tắt mẹ rồi. Tắt rồi lên lốt sắt rồi sao vậy? Không.
đúng đầu chết mày luôn. Mày tao nói mày mày cừ vậy. Quấn được người mẹ của mày. Thảo thiếu. Tao lỡ tao quấn đi. Quấn chậm gì mà cái gì của tao. Mày quấn chạy tao nghĩ mẹ. Tao kêu mày tao kêu. Tao cho bỏ chắc gì vậy. Tao kêu vô trước mày cũng mấy mà quấn được không? Mày chắc mày là người quấn được. Mày biết. Thảo bắn. Mày thao mày. Tao đừng mày mày được không? Mày quýnh game mà chửi thoải mái, mày la như vậy. Tao thua cầm trăm ngàn. Thấy chưa? Đánh cắp nha. Vô tao rồi đây đây. Đưa đồ game vô tao. Làm bộ mày chửi ra đúng không? Chửi lắm mày. Mình hai thôi vô. Thấy chưa? Đi quấn quấn với em rồi, chưa. Anh hai đi được, anh hai quấn con gì đấy? Anh hai số bồng không nha. Kèm chắc vô ạ. Anh hai quấn con gì này? Kèm chắc vô nha. Bò những gì? Bò đủ vậy anh quấn con rồi quấn con. Vô đi. Đâu. Anh hai vô theo dây sắt đi phục. Từ từ lấn vô quấn. Vô nè tao. Tao kiếm lại mà nó tưởng rồi quấn lên cái mà. Rồi tao chặn đâu. Tao đứng chỗ này chứ đâu. Đâu. Vô quấn. Hai đâu. Trước đây. Đủ đi. Đục mẹ tao. Tao nói mày quấn con heo chứ mà ngu chứ mày. Mày ngu chứ mày. Mẹ mày. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền. Mày biết chưa tới đâu thì tôi chiều mày tới đó ra đường ngõ trước ngõ sau cái chừng đầu mày bắt bỏ. Mày đứng đây, đợi tao kêu lên đây chạy hoài. Đứng im nè. Hai anh em tao muốn tao nữa trời.
Mẹ mày ai quýnh mày? Quýnh em nãy giờ hai lần chi? Thôi xin lỗi nha. Tao cũng biết, của tao giờ tao không hiểu chuyện gì luôn á. Tự dưng quýnh tao, tao không biết gì luôn mày. Quýnh chứ mày. Mày sao chứ? Biết nóng nói sao tao nói là hàng xuống tàu. Mày nói gì nữa mày? Tao, xin lỗi ông Phúc đi. Mày nói gì vậy? Xin lỗi Phúc ơi. Nè anh gì vậy? Chạy đi, trước khi mọi đứa gian tôi tệ hơn. Chạy ngay đi, trước khi lòng mà thu quả tâm. Tôi em, 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 tôi